Xin chào, hôm nay là 20 tháng 10, ngày của chúng mình đấy. Các chị em đã có kế hoạch gì chưa? Còn mình, hôm nay quyết định sẽ dành nguyên một ngày chỉ để làm những gì mình thích thôi. Tất nhiên phải bắt đầu bằng việc chọn cho mình một bộ đồ thật ưng ý rồi. Các chị em nhớ nhé, mình đẹp trước tiên phải để chính mình ngắm đã. Nên cứ mặc gì khiến bản thân tự tin và hạnh phúc là được. Hà Nội của mình rất đẹp, nhưng bình thường hình như chẳng có nhiều thời gian để ngắm nhìn nó. Vì thế trong ngày đặc biệt này, mình dành một buổi sáng thong thả tản bộ trên con đường Phan Đình Phùng, ngắm đường phố, ngắm dòng người qua lại, những điều đơn giản và thân quen nhưng ngày thường thì lại hay bỏ qua. Ngày vui thì không thể thiếu bạn bè được rồi đúng không? Một cái hẹn với vài cô bạn thân ở quán cà phê quen thuộc đúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày hôm nay. Tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Chụp vài trong kiểu selfie. Rồi dắt nhau đi ăn một tỷ món ngon thì đúng là hết ý. Đừng quên chọn cho mẹ một món quà luôn nhé. Ai bảo phụ nữ chúng mình không thể tặng quà 20 tháng 10 cho nhau. Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng với mình thì niềm vui đôi khi thu bé lại bằng một chiếc váy đẹp thôi nhá. Nên là cuối ngày nhất định phải dành thời gian cho việc shopping, đến shop quần áo quen thuộc và chọn cho mình một vài món đồ ưng ý. Sau tất cả, mình chỉ muốn nói rằng 20 tháng 10 thực ra cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Phụ nữ chúng mình phải biết yêu thương bản thân, chăm lo và làm chính mình vui vẻ mỗi ngày. Như vậy thì ngày nào cũng sẽ là ngày phụ nữ Việt Nam thôi.